Còn cái mà cái mục tiêu cái tỉnh thất Bồng Lai đó nó cũng có rất nhiều Cái đó cái là đường ở giả tới đó. luôn, không biết anh À, cái có đó nghe mấy không người vậy? đó là không đúng. Không đúng hả? Người Từ từ ông cụ cho tới những cái lớp sau là không tới cả mấy đứa bé cái luôn. đó không đúng. Không đúng ở chỗ nào anh? Kiệt không có nói được nhưng mà Kiệt check, Kiệt có cách, Kiệt nhìn, Kiệt hỏi, không đúng. Còn cái mà cụ thể ra bên ngoài đó là có nhiều người phàn nàn về cái việc mà là tại sao người tu mà đi thi dự thi ca nhạc mà hát toàn nhạc bolero với lại tình ca này nọ đó. Có đó có phải là cái điều mà anh nghĩ rằng là không tốt không? Ủa, dĩ nhiên trong kinh Phật nói là anh chạy theo màu sắc âm thanh là không đúng. Phật đâu với lại anh thích nổi tiếng là ham danh là không đúng. Mấy cái giới luật căn bản là thôi. Có nhiều người còn lên làm sân khấu trước mặt tượng Phật cao sùm nữa là quá sai luôn. Nhưng mà thời mạt pháp này Ca trước con mặt tượng Phật là không được, có làm việc ca trong chùa cũng không được luôn. không được luôn. Ừ, mà bây Có giờ nhiều chùa chùa nào tổ chức ca nhạc thì à? bởi vì mới nói chỗ nào thanh tịnh gọi là thanh tịnh. Bây giờ anh thấy cái thời mạt pháp này quỷ dương á, nó làm tượng Phật người ta ngồi thiền hiền hiền gì, nó làm mở mắt ra rồi làm Phật mắt chớp chớp để mà phản ảnh lại cái lòng từ bi của Phật, đúng không, là sai. Rồi ca hát rồi là như không có còn gọi là có lòng tin nữa, làm cho người ta mất đi cái lòng tin của Phật. Mới vừa rồi không biết chắc là anh chưa nghe, nhưng mà mới hôm qua hôm kia thôi, tôi có nghe một cái cậu bé có mấy tuổi thôi, 6 7 8 tuổi thôi mà đứng phản biện rất là tốt Ở với lại đâu? một cái của tỉnh thất Bồng Lai đó. Nói rằng là tại vì cậu bé bị nói rằng là cái nhiều người nói rằng là cái tỉnh thất này là tu giả, giả tu rồi giáo hội không công nhận. Cái cậu bé này nói là tôi đi tu là tôi để tôi làm nhân đạo chứ đâu phải là tôi gọi là chân thiện mỹ, chứ đâu phải là tôi muốn được giáo hội công nhận. Nếu giáo hội công nhận thì hồi xưa Đức Phật đi tu đâu cần giáo hội công nhận đâu, mà giáo hội cũng Đức Phật cũng gọi là lên niết bàn. Lý luận môi mép cỡ nào người ta cũng nói được, nhưng mà cái tâm thật sự là ở trên biết hết. Ở ổng cũng cái nhóm người đó cũng đang đóng một màn kịch để cho xã hội dân Việt Nam biết thời nay đó là quỷ nó coi nó dễ dàng đủ thứ hết để cho làm cho người ta mất lòng tin. Đến khi mà một vị Phật thật xuất hiện á thì lúc đó Phật nói chuyện người ta mới nghe. Tất cả họ đều là một màn kịch, và Rồng Lửa Chửi Giỏi cũng đang đóng kịch, ông Bồng Lai cũng đang đóng kịch, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đóng kịch, Phi Nhung cũng đóng kịch, để cho thấy một cái xã hội nó quá sức là ê chề. Thì lúc đó một người thứ thiệt xuất hiện nói chuyện thì người ta mới chú ý, người ta nghe chứ đâu. Nếu không thì Phật có xuất hiện thời nay nói đâu ai hiểu Phật là ai đâu. Phật cũng mang thân người giống như anh vậy, khi anh cũng là Phật, tôi cũng đâu biết đâu, tôi cũng đang tìm sư phụ tôi đó. Ngô Tuấn Kiệt đang tìm sư phụ. Bao nhiêu người gọi anh sư phụ rồi mà anh còn đây đi tìm sư phụ. Oh.